đồ biến cầm đó anh. Hả? Cần làm đồ biến cầm đó anh. Hả? Cần đấy à? Chơi đồ này không? Này giống Liên Minh nhỉ, cái tù này. À, nó gần giống như thế nhưng mà nó là trò trên điện thoại, còn Liên Minh thì chơi trên máy tính mà. Tù như này tiện hả? Thế này liên hoa phim. Chơi này chơi cả ngày. Một khi về lâu anh chắc mấy chục phút à? Qua 20-30 phút. Rồi. 20-30 phút. Chưa thẳm thế nào ấy. Cho đầy khô á. Dạ. Để cái lèn nó khô á. Để qua mưa mà. Cái thảm nhanh rồi á. Thảm nó đẩy nhanh lắm. Rồi là nó có được thảm công nhưng mà. Thảm không hả? Thảm thì nó lại đi. Ừ. Nhưng mà. Anh cái dao bắt người ba. Đùa đó.
Hả? Sáu ngàn. Cái này để úp cốp xe đấy chứ, để người nóng nặng cốp xe lô mang theo bộ cái này để cốp xe à, nói luôn người à, đi ăn gì đi, ăn đi ăn đi, chốc ăn xong được sao đâu, ăn đi ăn cơm đi, dạ đi ăn cơm đi, đi nhà nó đi, nhân tiền đó, có tiền đó, em có thể không? Cơ mà, quá. Xuân có đi trên đường 753 không? Không, đường lấy đô á. Đây đường lấy đô nữa rồi, đây đây là thuộc về đường 753 đi đoạn nữa, đấy cái đường 753 qua ngã tư sông Miên này. Anh ấy, à, như đó hả? À, cũng đấy. Bây giờ tới gần nhà chủ rồi. À. Anh đường 753 luôn hả? Ừ. 753 là vị trí sang thành đúng không? Đâu, 753 là cái đường đưa con đi tiếp đấy, đấy dài đó. Đấy, dài bây giờ anh đi làm luôn, đi ngang nhẹ rồi, ngay ngay chỗ đầu dốc và kéo lên á, ngay chỗ mà xe ghế rồi đó, xe hướng bất thường rồi đó.
từ ngã tư Xuân Minh vào xa không anh? Cũng nên vào khoảng cỡ cái cầu Lạc chứ gần gần chỗ trại giam ấy. Trại giam Phước hả? Phước cơ mà. Dạ. Còn xe nữa. Đúng rồi. Có xe chưa? Đủ xe, còn xe nó lẻ rồi. Đi nốt xe nữa, mình đi luôn. Thì đang ăn mà ông chết rồi, bỏ đang đâu ấy, thì mày có sáng giờ xuống đây không thì chết. Sáng giờ đây mà đến lúc tôi chiều ông ấy, thế là tan học, tan giờ để qua đây xem thứ. Em ấy đang làm chạy đâu ấy, thì chết. Hiểu lắm. Mình ở đây ngồi xe xong mình đi ra thì sáng giờ chưa ai xuống đúng không? Dạ, dạ. Giờ mà ông xuống cái mà nếu mà ông không thấy mình quay kể sáng giờ là mình ở đấy đấy. Hiểu lắm. Cái xếp là đánh giá thi đua.